Dừng lại đây nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên cho giấc ngủ. Nếu ngày bé mình đã quen với lời ru ngọt ngào, âu yếm từ mẹ, thì khi lớn lên, mình tìm đến chuyện ngủ và podcast trên Phonote để có được giấc ngủ ngon, gần gũi, thân thương như lời mẹ ru. Sau một ngày dài mệt mỏi, mình chỉ muốn trở về nhà, nơi mang đến cho mình cảm giác an toàn nhất, nằm trên chiếc giường ấm áp nhất và để những thanh âm từ nhiều câu chuyện ngủ trên ứng dụng Phonote vỗ về. Phonote có rất nhiều chủ đề hay như cho giấc ngủ xa nhà, dành cho những đêm khó ngủ trên chiếc giường lạ, hay vùng đất của những giấc mơ giúp mình chìm đắm vào những mơ mộng đẹp đẽ. Mình dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn từ ngày biết đến Phonote. Bên cạnh đó, mình còn nghe podcast trên Phonote với hơn 200 kênh thịnh hành được cập nhật mỗi ngày. Nếu bạn đang có những đêm trằn trọc với nhiều suy nghĩ ngổn ngang, hãy để Phonote là liều thuốc tinh thần chữa lành giấc ngủ của bạn. Cùng Mây tải Phonote và trải nghiệm ngay nhé!